Phải nói rằng Fortuner nó là một cái phân khúc xe có những đối tượng khách hàng riêng của nó. Mà đến tận bây giờ thì Fortuner mãi mãi là một cái dòng xe 7 chỗ ngồi mang cái thương hiệu đình đám Toyota, bền lành, tiết kiệm. Và chiếc xe đứng trước mặt anh chị đây lại là một chiếc xe mà đứng trong cái phân khúc đó là máy dầu. Với cái tình trạng mà xăng đang tăng giá thì những chiếc xe máy dầu thì lại trở nên là hàng hot hit các bác nhé. Thực sự thì bây giờ bên em đang chỉ còn có vài chiếc máy dầu thôi. Và Fortuner máy dầu thì bên em đang chỉ còn có mỗi cái chiếc Fortuner 2015 này thôi. Và với giá tiền đó là nhô 5 đồng thì thực sự là Fortuner 2015 nó là cái mẫu xe mà nó phù hợp với cái tầm tiền và phù hợp với kinh tế của từng cái quý khách hàng khác nhau. Các bác có thể nhận thấy được là với cái form 2015 thì nó cũng là một cái form mà nó không bị lỗi thời. Nhìn nó rất là to. Đấy, các bác có thể là sử dụng gia đình, sử dụng các công việc khác nhau. Đấy, trèo đèo lội suối bởi vì chiếc xe này có khoảng sáng gầm khá là cao. Và đặc biệt thì với Toyota thì nó là sự bền lành và tiết kiệm. Chiếc xe được trang bị đến khối động cơ đó là 2.5 phun dầu. Và các bác có thể nhận thấy được là với cái màu bạc thì làm cho cái chiếc Fortuner này nó lại càng đẹp hơn. Cái màu này thì nó với cái form dáng và cái hình dáng của chiếc xe Fortuner thì nhìn nó rất là bắt anh chị nhé. Đến với Fortuner thì là ta đến với những cái sản phẩm mà mang cái thương hiệu bền, mang thương hiệu lành. Nhìn chung nó là nồi đồng cối đá bác ạ. Nồi đồng cối đá, và với cái tầm tiền mà bây giờ chiếc xe này chỉ có hơn 5 đồng thôi thì thực sự là để tìm chiếc xe máy dầu thì các bác sẽ tìm hơi khó. Bởi vì những cái phân khúc khác thì các bác sẽ khó tìm. Fortuner thì nó chỉ sản xuất phiên bản máy dầu với những cái đối tượng đó là số sàn thôi các bác nhé. Còn lại nếu như các bác mà đi số tự động thì các bác chấp nhận là phải đi máy xăng. Bởi vì máy xăng thì nó khối động cơ của nó lên đến 2.7, nhiên liệu xăng thì nó khá là tốn. Nó có thể ăn đến 13-14 lít xăng các bác ạ. Nhưng mà với cái chiếc Fortuner mà số sàn 2015 này thì mức tiêu nhiên liệu của nó là chỉ rơi khoảng tầm 6-7 lít dầu trên 100 km thôi. Đấy, thì đây nó chính là một trong những đối trọng và là trong những cái lựa chọn hàng đầu của khách hàng. Về thứ nhất đó là khoản đầu tư kinh tế ban đầu thấp, và thứ hai nữa đó là nó có cái mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ là hợp lý luôn. Với động cơ 2.5 phun dầu diesel và công nghệ máy Toyota đỉnh cao bền lành thì nó lại là một trong những chiếc xe mà cực kỳ được ưa chuộng. Và kính mời các bác hãy cùng em theo sát từng chi tiết của chiếc xe này. Thì đầu tiên thì các bác có thể quan sát được cho em đó là chiếc xe này được trang bị na răng đa chấu, nhìn cũng khá là sang chảnh. Với cái kết cấu na răng được trang bị đó là 17 inch các bác nhé. Một dàn lốp nhìn chung còn khá là mới này. Anh chị về nhìn chung không phải lo lắng về việc thay lốp nha các bác nhé. Đấy, bậc bệ lên xuống đầy đủ này. Đấy, màu sơn bạc cũng khá là đẹp. Nhìn chung là với những chiếc xe cũ thì cái việc xước sát mà bên em mang về để tỉa tót phía bên ngoài thì không thể tránh được. Nhưng mà tuyệt đối thì những chiếc xe của bên em đó là không tai nạn, không đâm xô, không nập nước, không thủy kích. Máy móc, khung răng, động cơ, hộp số là nguyên zin các bác nhé. Đấy, thì các bác có thể nhìn thấy được chiếc xe được trang bị đèn pha, đó là đèn bi này. Đấy, lưới tản nhiệt mạ chrome rất là sang chảnh này. Có ô thở, có lỗ hít thở phía bên trên này. Và các bác nhìn đèn pha rất sáng luôn đúng không ạ? Rất sáng luôn. Và toàn bộ tất cả các chi tiết xe nó rất là đều và nó rất là sắc nét các bác nhé. Đấy, các bác thấy được là quá phải nói là quá là đẹp luôn. Bậc bệ lên xuống rất là ok. Đây, và các bác nhìn này, những cái đường khe kẽ của xe rất là chuẩn mực. Và đây là những cái điều mà lại lý giải tại sao Toyota Fortuner nó có những cái đối tượng khách hàng riêng của nó mà nó sẽ không bị lẫn với bất kỳ một cái dòng nào khác. Và Toyota đúng thực là những cái dòng xe mà được người dân Việt Nam ưa sử dụng nhất. Bởi vì với những dòng xe Nhật thì người ta luôn luôn đánh vào kinh tế cũng như sự tiện dụng. Và thứ hai nữa đó là đồ đạc thay thế, hỏng hóc sửa chữa dễ, đâu đâu cũng sửa chữa được. Các bác đến bất kỳ một gara nào cũng có thể sửa chữa được. Xe thì sản xuất 2015 các bác ạ. 15 vậy có nghĩa là xe 10 năm rồi. Nhưng với Toyota thì 10 năm thì hay 15 năm thì vẫn chạy tốt các bác nhé. Và cực kỳ lành và vô cùng ít hỏng vặt. Bởi với Toyota nó là thiết kế đơn giản. Đơn giản từ việc đó là chìa khóa cơ. Đấy, chứ không có để nổ gì đâu. Mà điều hòa cơ. Đấy, hộp số sàn 5 cấp.
Và được cái là đối với thiết kế của cái chiếc xe Toyota Fortuner thì nó rất là rộng rãi về cái khoang ngồi các bác ạ. Đây cái ghế lái và ghế ngồi phụ nhìn rất là béo. Đối tượng khách hàng nào cũng thể ngồi được, vì đây nó là phiên bản quốc tế, cho nên là nó sản xuất sang châu Âu, rồi sau đó là sản xuất sang châu Mỹ, châu Phi, thích hợp với mọi đối tượng khách hàng và đâu đâu cũng được ưa chuộng. Phải nói Toyota nó là một cái thương hiệu quốc tế các bạn, một thương hiệu quốc tế do người Nhật sáng tạo ra, nhưng nó lại mang lại cái công năng sử dụng cho toàn bộ những người trên thế giới này. Đấy, các bác nhìn thấy được rằng là đây không gian nội thất đây. Với hàng ghế sau, đây là hàng ghế thứ hai, thì các bác thấy được rằng nó cũng rất là rộng rãi, ta có thể dịch chuyển. Đây đây này, em đã dịch xuống bên dưới rồi để cho một cái không gian thông thoáng ngồi hơn và có thể ngồi gần hơn hàng ghế lái như thế này. Đây các bác nhìn này, ghế da rất là mới nhá các bác nhá, rất là mới luôn, và trần vẫn là trần nỉ nguyên bản nhá. Đấy, và các bác nhìn thấy được là cho em này, tất cả từng con ốc đó là nguyên zin cho các bác. Đây các bác nhìn những cái bệ tỳ tay này. Đấy, theo năm tháng nó vẫn còn nguyên, và những cái táp ni bằng nhựa nó không bị xước sát, chảy xước gì cả. Và keo chỉ của xe là nguyên zin nguyên bản. Và đây các bác nhìn, rất đẹp đúng không ạ? Rất đẹp luôn các bác ạ. Đây các bác hãy nhìn cho em đi. Phía đằng sau xe thì các bác nhìn thấy được rằng là với Fortuner thì thiết kế của nó sẽ không bị lỗi form. Đấy, không hề bị lỗi form luôn. Đến thời điểm năm này, và cái giá trị của chiếc Fortuner này khi các bác đóng mới thời điểm 2015, các bác sẽ phải bỏ ra tầm tỷ mốt đấy các bác ạ. Nhưng với thời điểm này thì nó chỉ còn có 560 thôi bác nhé, 560 thôi. Đây các bác nhìn này, đèn đóm rồi, em mở cái khoang cốp phía đằng sau. Thì cái hàng ghế thứ ba của Fortuner thiết kế khác biệt so với những cái mẫu xe mà cùng phân khúc, đó là hệ thống hai ghế phía sau là hệ thống ghế treo. Cái hệ thống ghế treo này nó có cái đặc điểm đó là khi mà các bác treo lên thì nó sẽ lộ ra một cái khoảng không gian để đồ rất là hợp lý ở phía đằng sau này. Đấy, nó tạo cái khoảng không gian rộng để các bác có thể để thêm đồ nếu các không ngồi đủ 7 người. Còn phía bên trên ta ngồi 5-6 người thoải mái nhé các bác nhé. Đây, trần vẫn là trần nỉ và ba vùng điều hòa được thiết kế ở phía bên trên trần điều khiển xuống bên dưới. Và tất cả các đường nét keo chỉ của xe đó là nguyên zin và nguyên bản. Đây các bác nhìn này, từng con ốc luôn. Từng con ốc luôn là chưa từng có tháo mở vặn gì các bác nhé. Đấy, thực sự đây là những cái chi tiết mà nó tạo lên cái chất lượng của cái chiếc xe này. Cái chiếc xe này thì bên em đang là đã rút hồ sơ cầm tay rồi. Các bác mà mua thì sẽ sang tên trong ngày luôn. Thì đấy là sự tiện dụng, bởi vì bây giờ thời điểm này thì chính trị Việt Nam thay đổi liên tục, dẫn đến là cơ chế cũng thay đổi liên tục. Và đến cái việc đó là rút hồ sơ của bên em cũng rất hay bị chậm trễ, nên nhiều những chiếc xe mà mua về mà không kịp rút hồ sơ, các bác mua nhanh quá, thế là các bác cứ rục ầm ầm thôi, mà hồ sơ bọn em có phải là làm được đâu, phụ thuộc vào các bác công an hết. Các bác công an bảo này các bác đi tuần, ngày kia các bác đi trực, rồi ngày kia các bác về nọ kia nọ kia, các bác tác họp rồi các bác không ký cho, mà không ký cho thì không ra hồ sơ được, đúng không ạ? Nên là các bác sẽ thấy được là những chiếc xe mà đã có hồ sơ cầm tay rồi thì nó sẽ xử lý rất là nhanh về mặt pháp lý cho các bác. Thì đây là một trong những chiếc xe mà bên em đã có rút hồ sơ rồi. Xe thời điểm này lăn bánh là hơn 10 vạn anh chị nhé. Đấy, hơn 10 vạn. Thì các bác nhìn đây, ghế rồi nội thất của xe còn rất là đẹp đây, từng con ốc luôn này. Đấy, các bác nhìn đấy, cái sự chuẩn mực từng con ốc luôn cho các bác. Hệ thống tam ly cửa lái này, xe còn rất đẹp. Với cái giá trị xe bây giờ chỉ còn có 560 triệu thôi, thì các bác thấy nó hợp lý không ạ? Đấy, nếu các bác là thiện chí, alo tới số hotline của em Công đang được ghi ở trên tiêu đề, thì các bác sẽ được bớt hơn một chút nữa. Và thiện chí là vào việc thôi. Nói chung là quan trọng đó là em Công mang đến cho anh chị những cái chiếc xe mà chất lượng bền lành. Đây em nổ máy cho anh chị nhé, để ta xem cho nào. Đấy, 12 vạn các bác nhé. Màn hình cam lùi có đầy đủ đấy các bác này. 12 vạn màn hình cam lùi đầy đủ này. Táp ly táp lô zin có nguyên bản này. Đấy, các bác thấy được là một chiếc xe rất là đều xe và rất là đẹp luôn. Rất đều xe và rất đẹp. Và bây giờ thì cái mà các bác quan tâm nhất với một chiếc động cơ máy dầu đó chính là cỗ máy, đúng không ạ? Cỗ máy của chiếc xe nó như là trái tim của một con người, nó phải là khỏe, đúng không ạ? Trái tim khỏe thì là kéo theo cả cái thân thể mình sẽ khỏe. Đây máy đây, công nghệ D4D này. Đấy, chiếc xe này thì nó là một cầu các bác nhé. Đây các bác nhìn cái khung răng này, khung răng phía đằng trước là zin tuyệt đối nhé, từng con ốc luôn này, chưa từng tháo mở. Đây là ốc khóa, đây là ốc còi này, chưa từng tháo ra các bác nhé. Dàn lạnh các thứ này là không có dấu hiệu xương rằng ở phía bên trước này. Đấy, tem mác của xe là nguyên zin và nguyên bản. Nói chung là bên em tuyển xe thì rất là kỹ rồi, đầu vào xe tốt thì sẽ kiểm tra được chất lượng xe và cam kết đó là xe zin tuyệt đối. Các bác nhìn phía bên này đấy ạ,
Đây các bác nhìn phía bên này cho em. Đấy, từng con ốc nó là nguyên zin. Và từng chi tiết xe đó là chưa từng tháo mở từng con ốc các bác nhé. Đấy, máy nổ êm, tròn, giòn. Và toàn bộ các chi tiết xương rằng là không có đâm xô tai nạn các bạn. Đấy, đấy là những cái chi tiết mà bên em đã tuyển chọn về để có thể là bán và bảo hành cho các bác 1 năm về máy. Vậy thì chiếc Fortuner 2015 phiên bản máy dầu động cơ 2.5 này, đấy thì bên em đã đang chào bán tại bên công ty của bên em với mức giá mà bên em đã nói từ trước rồi. Chỉ cần bác nào là đúng chân liên hệ trực tiếp tới hotline cầm tay của em Công là sẽ chốt cho anh chị cái mức giá thực sự là yêu thương. Vâng, vậy thì thay mặt ekip Ba Tư Phan xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách. Nếu các bác quan tâm thì hãy liên hệ điện thoại trực tiếp có Zalo được ghi ở trên tiêu đề của em Công nhé. Vâng, hãy đến trực tiếp địa chỉ của showroom Ba Tư Phan, đó là Vua Gầm Cao số 468 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. Anh chị thấy xe đẹp, giá tốt thì anh chị hãy like. Đấy, anh chị muốn bàn luận thêm về chiếc xe cứ comment, em sẽ tư vấn thêm cho anh chị về chiếc xe này. Trân trọng cảm ơn anh chị và xin chào tạm biệt. Chúc anh chị những ngày mới làm việc thành công rực rỡ để kiếm được nhiều tiền để mua ô tô ủng hộ bên em. Cảm ơn và xin chân thành cảm ơn. Vâng, lúc nào cũng thế, những cái chiếc xe của em là làm là rất là kỹ. Có nghĩa là bên em quay tổng thể cho anh chị phần máy gầm luôn, để anh chị có thể là định hình được cái chiếc xe mà mình tiếp cận nó như thế nào. Phần gầm là phần rất là quan trọng để quyết định được cái chất lượng sản phẩm khi mà cuối cùng anh chị quyết định mua bán. Vì khi mà nâng cầu lên thì ta sẽ nhìn được tất cả những cái chi tiết của xe. Đây là phần cầu phía đằng sau này anh chị này, khung rằng đỡ phía sau này các bác này. Đấy, nhìn rất là rõ, nếu như xe mà có va đập thì ta sẽ nhìn rõ luôn. Còn phần sàn này, Fortuner thì nó có một cái phần mặt sàn nó rất là cao, dẫn đến là gần như là những cái phần sàn này nó sẽ không có cái hư hại gì. Và ta quan sát được cái phần mặt sàn phía trên nó có bị mối mọt hay không thôi. Đấy, còn lại thì nó là ok. Chủ yếu là ta quan sát những cái phần sắt xi phía sau, phía trước nó có bị đâm sâu va chạm thì không này các bác này. Đây phần sắt xi, nếu mà bị đâm sâu va chạm các bác sẽ nhìn được ngay khi nâng cầu nhé. Đây phần sắt xi phía sau này. Đấy, rất là chi tiết luôn để cho các bác có thể định hình được sản phẩm của bên mình này. Đây các bác nhìn này. Đấy, những bác nào mà đang quan tâm đến Fortuner, một cái dòng sản phẩm quốc dân, đấy, máy dầu, tiết kiệm, số sàn thì các bác có thể quan sát kỹ cho em nhé để có thể định hình này. Đây phần cầu sau này, những cái cầu này rất là khỏe luôn và rất là bền luôn. Đây hàng cầu này các bác này. Đấy, kết nối cầu phía đằng trước với đằng sau các bác nhé. Đấy, rất khỏe khoắn, các bác nên đi các loại địa hình. Chính vì thế cho nên em mới nói rằng Fortuner nó là một cái chiếc xe mà nó có những cái đối tượng khách hàng riêng. Đấy, khách hàng riêng của nó cho nên nó sẽ không bị nhầm lẫn với bất cứ một cái nhãn hàng nào cả. Các bác nhìn này, các kết cấu cầu này, kết cấu cầu này. Đấy, tất cả là còn rất là ok, không hề có dầu mỡ gì cả các bác nhé. Đấy, các kết cấu cầu này, nguyên bản nguyên zin này. Đây phần đáy số đây máy này các bác nhìn này, zin nhá. À, zin các bác nhé, từng con ốc luôn cho các bác nhìn này. Rất rõ thôi, để các bác nhìn này. Đây là phần thước lái này, còn rất ngon luôn các bác, về không phải thay thế, không phải làm gì cả. Hệ thống càng A này. Đấy, càng A là cái phần càng để quyết định cái chuyển động có ổn định hay không. Phần nâng đỡ két nước này các bác này, các hệ thống nâng đỡ két nước. Và phần đáy máy đáy số thì em đã quay rất kỹ ở phía trên này cho các bác này này. Đấy, đáy máy đáy số là zin từng chi tiết lên nhá. Những đường keo, đường số là nó còn nguyên bản này. Phần những cái phần này là phần chỉnh trụm này các bác này. Đây là hai con ốc kỉnh trụm ở phía trước này. Đấy, đây là dàn nóng, dàn lạnh của xe này. Và đây là chi tiết đầu sắt xi phía trước này. Đấy, sắt xi phía trước nếu bị đâm xô nó sẽ bị cong vênh nhá. Phần đỡ xương rằng đỡ két nước kết nối giữa hai sắt xi với nhau này. Đấy, cũng rất là rõ chi tiết luôn cho các bác nhìn nhá, từng con ốc luôn. Đấy, rất chi tiết rồi. Vậy thì với những bác nào mà đang muốn sở hữu cái dòng sản phẩm quốc dân này thì các bác hãy liên hệ ngay với em để chốt nó nhé. Một cái dòng xe mà trước kia có giá tiền rất là cao nhưng bây giờ thì giá tiền hợp lý rồi. Đấy, nốp láp thì soi lên thì thấy là khá là dày luôn các bác. Yên tâm luôn các bác nhé. Đấy, Fortuner 2015 giá tiền đó là 560. Các bác thiện chí liên hệ với em thì các bác sẽ chốt được mức giá yêu thương hơn nữa. Trân trọng cảm ơn các bác nhé. Xin chào tạm biệt.